Hello, xin chào anh chị em các bạn ha. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Thắng Bạch Cơ. Hôm nay thì mình lại tiếp tục cập nhật cho anh em một số cái mẫu mô tô cũ mới về. Dòng mô tô mới về hôm nay thì có về cả một phần khối nhỏ, phần khối lớn luôn anh em nhé. Đầu video thì mình cũng sẽ cập nhật lại thông tin địa chỉ cửa hàng để anh em có thể nắm được cái thông tin về cửa hàng ha. Cửa hàng địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương ha. Và số điện thoại thì mình có ghim trên màn hình ha. Anh chị em mà quan tâm thì inbox ngay số Zalo ha. Cửa hàng thì vẫn có hỗ trợ mua bán, trao đổi xe, có ship xe toàn quốc và có hỗ trợ trả góp nhé. Trả góp anh em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu ha, trả trước 30% giá trị xe. Đó, ngân hàng sẽ hỗ trợ tối đa khoảng 50 triệu anh em nhé. Đấy. Cửa hàng thì có rất nhiều dòng xe từ phân khối từ 125 đến 1000 cc. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật một số cái mẫu mới về cho anh em tham khảo ha. Còn những cái mẫu khác thì anh em có thể là inbox trực tiếp Zalo hoặc là cái bình luận bên dưới ha. Mình sẽ làm video sau để cập nhật báo giá sau. Rồi, đồng hành với mình hôm nay thì cũng có bạn Trọng sẽ cập nhật báo giá của mình nhé. Hello bạn Trọng ha. Dạ, chào anh chị và các bạn nhé. Hôm nay Ok. em với anh Thắng sẽ cập nhật cái xe lô xe mới về của cửa hàng nhé. Ok. Chiều hôm qua và sáng nay về khá là nhiều nha anh chị. Đấy. Em sẽ đi từ ngoài này vào trong Ngoài nhé. vào ha. Đầu tiên là có về thêm chiếc Honda CBR 150R. Form đời mới nha anh chị. Con này đăng ký lần đầu năm 2022. Đời form đời mới. Bộ mới con này thì nguyên bản luôn em Nguyên nhé, bản, nguyên bảng bản luôn. HRC, keo đang bọc kín nguyên con luôn. Xe đang trùng keo. Ok. Đó, Biển biển số 63 của Tiền 63. Giang. Xe thì em vớt bao rút hồ sơ cho anh chị nhé. Xe đi được 39.000 km, Rồi, chuẩn hóa đô ok. nhé. Vỏ lốp trước sau cũng thay rồi. Máy là êm zin. Chất lượng của Honda nó đi với 39-40.000 thì chưa xi nhê gì anh chị. Bản HRC đi 39.000 km. Chiếc này em sẽ để cho anh chị mức giá của nó chỉ có 42 triệu thôi. 42 triệu bao rút hồ sơ. Còn anh Đấy. chị là muốn mua trả góp thì trả trước cho em tầm 8 triệu là góp nhé. 8 Đấy, triệu là góp được ok. nha anh chị mình. Đấy, 42 triệu bao hồ sơ nhá. 42 bảo À, sơ. cái mẫu cái hàng bán ra thì bảo hành máy Máy móc là móc đầy 6 đủ tháng luôn. 6 tháng, vẫn Rồi. bảo sơ cho chị mình bình thường. Rồi, Đó. ok. Xong rồi sang bên này À, em đây có con cũng có chiếc Z8 mới Z8 về. Kawasaki Z800. Cũng khá là lâu mới về loại hàng. Con này Rồi. là màu cam đen bản thường nha anh chị. Không phải là Bản bản thường. ABS. Rồi, con này lên đèn Đó. bí cầu à? Đèn lên là cặp bi Đó, cầu luôn, cặp sát bi là cầu sáng luôn anh anh chị. em nhé. Đâu ta? Đấy. Đèn bắt đầu. Phải để máy Con lên nha. này để máy lên mới bật Đúng đèn rồi. này được nhé. Nó lên là cái Đó. cặp bi cầu rất là Bi đẹp này. cầu lên Phía chống sau chống đổ đổ bô ghế cổ nối titan. à? Ba đút gầm. Ok. Xe biển số 66 của Đồng Tháp nha anh chị. Xe rất là liền, sạch đẹp. Rất sáng luôn em nhé. Đó, bi Bi cầu cực kỳ cầu. sáng luôn. Đó, phá cua rất là sáng nhé. Chiếc này thì em để cho chị có 103 triệu thôi. Xe 2015 nhé. Rồi. 103 triệu bao rút hồ sơ gốc cho anh chị Ok, nhé. 103 bao hồ Màu sơ cam em nhé. đen bản thường. À, rất là mềm luôn. Rồi, bây giờ vào bên hẳn bên trong kia, về thêm mấy chiếc nữa. Nhưng mà cửa hàng thì có rất là nhiều dòng xe anh em ạ, từ phân khối nhỏ phân lớn đầy đủ phân khúc nhé. Cổ điển đời mới có đủ luôn. À, hình như là ngày nào cũng có xe về luôn Ngày em nào nhé. có xe về anh Về chị. liên tục ạ. Bên này thì đầu tiên em về con con này là về con này Demon 200. Con này mới về nhá. Ở trên lầu À, có một chiếc rồi, chiếc này mới về đây. đó và lại cửa hàng là còn lại 2 chiếc Hai chiếc. Chiếc này đi nhiều hơn trước ở trên. Đi đấy, con này đi 22.000 cây rồi. hai hai Biển nghìn số 47 Đắk Lắk, nó dàn áo thì cũng rất là sạch đẹp. Nó leng keng luôn nha anh chị. rồi cái khung Chuẩn này auto luôn. nó sơn màu đỏ này Đó. giống của CBR 250 Đúng rồi, nhìn rất là nổi bật, ngập đó. cái vàng đồng. Nhìn nó rất là đẹp nha anh chị. Ok. Máy lại êm. Cái đồng hồ Đồng thì hồ rất là đẹp. to bản là Đúng to rồi. cực kỳ to luôn. Rất là nét. Con này thì em để cho anh chị mức giá chỉ có 40 triệu nhé. À 40 40. triệu. Vẫn bao hồ sơ gốc bình thường À cho anh chị 40 mình. còn bao hồ sơ ha. Đúng Con rồi. này là GBX 200 ha. Demon 200 bản À, GN. để Demon 200. Rồi. Rất là đẹp thiết kế. Và trong này em có con SU. À, GBX GX S150. 150. Rất là lâu rồi mới về lại bản S đây. À bản S, con này thì Biển 71 Bến Tre. xe zin luôn, có lên Xe zin. thêm Cái ba ga ba thôi. ga dễ dắt anh chị. Xe đi được 35.000 cây. Ôi yếu bình rồi. Con này tí em sạc bình mới về chưa kiểm tra, mới cũng rửa xong. Ok. Chiếc này thì rất là đẹp, để cho chị mức giá chỉ có 27 triệu bao hồ sơ thôi. Đó, 27 triệu bao hồ sơ ha. Anh chị muốn mua góp cái thằng này thì không cần trả trước luôn, xe dưới 30 triệu là không cần trả trước góp bình thường nhé. Đấy. Xe rất là 71 đẹp. ha. Đó, nguyên Biển. bản luôn em nhé. Rồi, ok. Xong sang bên này em có mẫu Yamaha XSR 155. À, hôm nay về một Một cặp cặp luôn. luôn, hôm qua về một cặp luôn. Còn bên ngoài là con biển số 60 Đồng Nai. Đó, con này thì rất là liền xe.
bị cái tem XSR nó chống đổ trước. À, đây thêm chắn bùn Chắn sau bùn sau rồi, cái số đường xuống dưới. rồi, Đôi zin của nó ok còn, anh chị thích đôi zin em gắn đôi zin cho. bộ zin luôn. Nó đi có 6.000 km thôi anh chị ạ, đi cho lô chuẩn 6.000 cây. À, chuyển 6.000 cây ha. Đúng rồi, vỏ lốp trước sau là nó cứng đét theo xe, À. theo zin theo xe. Đó, lên được bảo vệ cho đèn nữa. Đây, vỏ này Theo ha. xe luôn nhé. Dày quy luôn. Đèn du 6.000 km đó, để cho anh chị mức giá của nó là 65 triệu, xe đăng ký lần đầu năm 2021 nhé. Rồi, 65 triệu. Ok. Xem bên cạnh con này cũng là con này đăng ký chuẩn luôn 2020. Xe này biển Sài Gòn 2020, biển Sài Gòn, nó đi được có 2.000 km thôi. Đó, anh chị nhìn chất xe đi 2.000 cây là chuẩn luôn nhé. Ốc tán là còn leng keng. Dàn chân ốc tán là rất là đẹp Xe luôn. là zin nguyên bản anh em Zin nhé, nguyên bản. 2.000 cây, quá mới luôn. Biển Sài Gòn 2.000 cây. Không có gì để tả, xe quá đẹp. Máy móc của em rồi. Chiếc này thì em sẽ để cho anh chị mức giá là 69 triệu nhá. Biển xe biển Sài Gòn. 69 triệu. Đúng không? Xe ốc cốt sau chưa mở. Rồi, Đó. XR như là chỉ còn hai chiếc này đúng Còn không? hai chiếc này. Hai chiếc Về này chiếc mới nào đây anh thôi. em ủng hộ trước đấy liền. À, Đó. mẫu này thì được anh em quan Rất tâm khá là hot. nhiều ha. Kiểu dáng cổ điển ha, khá đẹp. Đó. Ok. Còn như về hôm nay thì về có một số này thôi Dạ vâng, về một số không? chiếc này. Còn cập nhật thêm cái mẫu CB 150 300 luôn em. CB Cập nhật luôn cho em ha. 150 hôm nọ về 3 cái, hôm nay còn hai cái anh chị. À, Cái mẫu này ok. rất là hot, anh chị Nói chung ủng là hộ cái mẫu rất là CB nhanh. 150 này thì cũng tầm giá với cái mẫu XR XR. rồi ha. Vâng. Đó. Con bên ngoài này, là con biển số, con em đang rút hồ sơ rồi. Xe 2020, xe đi được 10.000 km nha anh chị. Đó, 10.000, con này cũng Chuẩn zin của nguyên nó bản luôn này. riêng nguyên bản luôn. Xe nó lôi ngoài sạch đẹp luôn. Đó, mẫu này thì của Honda thì có trang bị ABS rồi anh em nhé, ABS hai ABS trước kênh sau trước luôn này. sau đầy đủ luôn. Đó, thuộc của Showa này. So, tay côn Đó. tay thắng đồ chơi của Đó. Racing Boy. Ồ, rất là giòn. Chiếc này thì em sẽ để cho anh chị mức giá chỉ có 65 triệu thôi. Cũng 65 ngang triệu tầm với XR, XR ha, đúng mà con Honda thì không? có Vẫn trang bị là ABS. đúng không? Vẫn là thấp hơn Honda, Đấy. chạy nó vẫn Nói chung là tùy anh em đam mê thằng của nào thôi. hãng nào. Thằng này thì nó đứng đứng nhìn mình đi mình chạy, mình nhìn nó đứng tuổi hơn một tí. XR thì thanh niên, rất là thanh niên. Ok. Còn sang bên này, con này là biển số 86 của Bình Thuận. Đó, con này thì đi được mấy nghìn cây ta? 15.000 cây. Đúng không? 15.000 km. 15.000. Xe cũng zin toàn tập luôn, xe 2020, màu đỏ đen. Zin toàn tập anh chị. Rồi, gìn nãy em nhé. Heo trước là heo 4 Đó. pít, 4 pít luôn. À, mẫu này Hai là pít đối xứng. sử dụng 4 pít, 2 pít đối xứng à. Máy thì rất là giòn, bô nghe rất là giòn, Đó, không thì bong thầm con. luôn. Con này thì để cho anh chị mức giá chỉ có 63 triệu thôi. Đó. Rồi, 63 Xe triệu. vẫn bảo hành đầy đủ 6 tháng và bao rút hồ sơ Đó, gốc máy cho này anh em mình. mà trả góp thì mình trả trước khoảng mấy triệu được mình? Ba ngân hàng cho vay tối đa Khoảng xe nhỏ là tầm 40 triệu đấy, thì anh chị trả khoảng trước tầm khoảng 23 triệu. rồi 23 triệu nha, phải 23 triệu khoảng rồi, 23 triệu. ok. Và sau đây em còn một cặp CB 300. CB 300 này nó là 2020. Con này thì em đang rút hồ sơ rồi. Con này thì nó zin, nó lên được cái ba ga Trên được ba ga mới thôi. đúng không, ba ga mới nó dán tí đen bên này, Bộ này bộ zin luôn bộ không? zin. Con này nó màu zin, nó màu bạc nhé, Ok, nó dán đen kín bên bạc này. mà nó dán tí thôi. 2020 đi 9.000 cây, máy là êm 300 cc, để cho chị mức giá là 82 triệu nhé. Rồi. 300 nhưng mà nó vẫn một máy anh chị. Nó Ok, 82 triệu ha. 82, Đó. xe là chất. Rồi. Còn sang bên này, con này đi ít hơn. Con này nó là biển số 68 của Kiên Giang. Xe 2020. Đó. Con Đó, này con thì này có lên cái lên được cái bô bô Roxy. Con này bô zin nó không còn nha anh chị mình. thôi. Đó. Anh chị Ok. mua thì em có thể hỗ trợ đổi từ con kia sang con này. Rồi. Còn nếu mà nó còn mới một con này thì em thua luôn. À, con này thì Con này lên đi thêm đúng cái kính chắn gió. rồi, chỉnh chắn gió 7.000 km, lên thêm kính chắn gió, tay Đấy. côn tay thắng, đồ chơi. Bóp rất là nhẹ nhé. Ok. Cái bô Roxy để cho anh chị mức giá là 83 triệu trước này nhé. Đây. 83 triệu, Đấy, giá 83 siêu triệu. ken, mềm mềm. Đúng rồi. Đó. Giá này thì cái hàng bà đã bao hồ sơ Đã bao hồ ha. sơ đầy đủ hết, Anh đấy. chị em nào mà không có thời gian sang tên thì cái hàng sẽ hỗ trợ làm sang tên cho anh em luôn. Đấy, những phí hồ sơ là em phải chịu nhá, cái hàng chỉ bao hồ sơ thôi. Đúng rồi. Đấy.
Rồi hôm nay thì mình cập nhật cho anh em một số cái mẫu xe mới về ha, còn rất là nhiều mẫu xe khác em ạ, từ dòng xe 125 đến 1000 cc, kiểu dáng cổ điển đời mới đều có đủ anh em nhé. Thì hôm sau mình sẽ cập nhật sau ha. Đó. Rồi mình đọc lại địa chỉ cửa hàng ha. Địa chỉ cửa hàng nằm địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương. Và số điện thoại thì mình có ghim trên màn hình ha. Anh em mà không biết đường thì mình cứ liên hệ Zalo, cửa hàng sẽ ghim vị trí anh em đến dễ hơn nhé. Còn bây giờ cũng xin chào, gặp lại anh em những cái video sau ha. Rồi, chào bạn Trọng ha. Chào anh chị và các bạn nhé. Chào.